Chào mừng bạn đã quay trở lại với Hồng Lê Thị trong chuỗi các cái series chia sẻ về tiếng Nhật IT chuyên ngành. Hôm nay mình sẽ đến với một phần trao đổi trong dự án thực tế và xem là chúng ta sẽ dịch và áp dụng tiếng Nhật cũng như là một số các cái từ vựng chuyên ngành như thế nào nhé. Nó cũng không quá phức tạp, tuy nhiên nếu như mà chúng ta luôn cố gắng là tìm cho mình được cái lý do mà tại sao chúng ta lại dịch như thế thì mình nghĩ là nó sẽ rất là có ích cho các bạn trong cái quá trình mà mình học tập cũng như là rèn luyện sau này. Chúng ta sẽ cùng đến với cái câu này. Câu này thì nó bao gồm một phần question và một phần answer, một cái phần câu hỏi và trả lời của phía khách hàng. Thì cái phần câu hỏi của phía khách hàng như sau: Konkai release ato no running cost wa fukumarete inai ka to omoimasu. Running cost wa kaihatsu o susume nagara kingaku ya コスト感を確定させる理解で問題ありませんか? Thì ở đây trong cái câu này mình sẽ bắt gặp một số các cái ý mà mình cần phải focus vào. Thứ nhất là những cái phần liên quan tới tiếng Anh thì chúng ta sẽ để nguyên. Ví dụ như là really sự này, rồi running gự cost này thì sẽ để là really và để là running cost. Cái từ cấu trúc của mình đó là tố môi mask. Tố môi mát thì là mình nghĩ rằng là, tôi nghĩ rằng là, nhưng mà khi mà mình dịch trong các cái phần trao đổi ấy thì cái tố môi mát thì nó mang cái ý nghĩa chủ quan và cái suy nghĩ của cá nhân, đúng không? Thì là mình có thể dịch sang các cái kiểu khác nhau, không chỉ đơn thuần là tôi nghĩ là, mà có thể là tôi cho rằng là, hoặc là gì đó. Thậm chí là trong cái câu này thì là mình không có đưa cái từ tố môi mát này vào luôn trong cái phần tiếng Việt, và mình chỉ dịch cái đoạn ở bên trong thôi. Bởi vì là cái câu này bản thân là trong tiếng Việt của mình cũng không nhất thiết là phải nói là tôi cho rằng hoặc là tôi nghĩ là thế nọ thế kia là cũng đã đủ ý rồi. Thì là chúng mình có thể bỏ cái phần đi đi cũng được, mình chỉ dịch cái đoạn nội dung chính ở bên trong thôi. Tiếp đến thì trong IT người ta sẽ sử dụng rất là nhiều cái kiểu katakana. Thì ở trong cái câu này nó có hai từ, thứ nhất đó là running gự và release. Really là cái quá trình really. Bạn nào mà đã từng làm ở trong IT rồi thì chắc là sẽ rõ hơn cái này. Really cái nội dung của mình đã làm lên trên các cái môi trường. Cụ thể ở đây nó chính là cái môi trường thật. Tiếp đến là cái running cost ở đây nó là cái chi phí running. Fukumarete inai thì đây là không bao gồm, không bao chứa, không có. Thì ở đây là mình sẽ dịch là nếu bạn nai cả là có phải là, đúng không? Có phải là trong cái chi phí lần này. Tại vì cái từ konkai ở đây thì là nó chỉ có cái từ konkai thôi, đúng không? Nhưng mà cái chủ đề tema người ta đang nói ở đây nó chính là cái release ato no running gự cost. Nên là cái chủ ngữ ở đây mình sẽ cho thêm vào, đó là có phải cái chi phí lần này hay là lần này thì chưa bao gồm cái chi phí, hoặc là chưa tính đến cái chi phí running cost sau khi release phải không? Cái đoạn này mình viết thiếu tiếng Việt, đó là có phải lần này hay là chi phí lần này chưa bao gồm cái running cost sau khi release có phải không? Thì cái từ really đấy mình sẽ để nó là tiếng Anh luôn. Running cost wa kaihatsu o susume nagara. Susume nagara đây là trong cái quá trình làm gì đó, có là vừa làm A vừa làm B, đúng không? Thì là mình sẽ hiểu là trong cái quá trình mà phát triển thì cái chi phí này sẽ được kakute. Kakute saseru là sẽ được xác định, sẽ được confirm, sẽ được quyết định cái giá cả cũng như là cái số tiền của nó phải không. Cái từ cost khoảng ở đây nó chính là kiểu cái mức chi phí nó khoảng bao nhiêu, dự kiến nó như thế nào ấy. Thì là nó chỉ là những cái mà dự kiến về chi phí này, hoặc là những cái số tiền mà tốn cho cái khoản chi phí này ấy, thì là có phải là sẽ được calculate, là sẽ được quyết định, rồi được được fix, rồi được đánh giá, rồi được xác nhận, rồi quyết định trong cái quá trình mà susume nagara, trong cái quá trình mà mình cai hát sự mình phát triển hay không. Cái kiểu dạng là likai de mondai arimasen ka là cái kiểu dùng rất hay nói trong các cái câu hỏi của người Nhật, cũng như là trong khi mà mình dịch từ tiếng Việt sang tiếng Nhật thì mình hãy sử dụng cái kiểu dạng nói như thế này. Có là tôi đang hiểu như vậy thì có đúng hay không? Chúng tôi đang nghĩ rằng là như vậy thì có đúng hay không? Thì bình thường mình hay dùng trong tiếng Nhật thì các bạn hay dùng cái kiểu số kêu thì là desu ka, hoặc là tô moi mas ga i desu ka, hoặc là tô likai shite mo i desu ka, đúng không? Thì các bạn có thể chuyển sang như thế này là likai de mondai arimasen ka, có là tôi đang hiểu như thế thì có vấn đề gì hay không? Thì mình hãy dùng cái cách đấy. Thì cái phần trả lời đây là hey, kochira no hiyo ni wa running cost wa fukumarete orimasen.
thì mình sẽ thấy là cái câu trả lời của mình ở đây nó chính là cái câu sử dụng cái dạng kính ngữ đúng không, là dạng khiêm nhường ngữ đấy, là không bao gồm rồi không chứa hoặc là không có cái chi phí này. Tiếp đến là cái từ niwa ở đây thì nó sẽ dùng trong một số các cái cấu trúc như là niwa aru, niwa fukumarete du, niwa tsunzai suru, là miêu tả cái trạng thái hay là cái miêu tả cái tình trạng jokyo jotai của cái vấn đề đúng không. Thì là trong cái chi phí lần này, cái kochira ở đây nó chính là trong chi phí lần này của chúng tôi thì đang chưa bao gồm cái chi phí running cost, kaihatsu sagyo susumenagara kingaku o kakute shiteiku yotei desu. Đấy thì là chúng tôi sẽ dự định là sẽ fix hay là sẽ quyết định cái số tiền này trong cái quá trình mà phát triển. Cái kaihatsu sagyo ở đây là cái thao tác phát triển đúng không? Cái từ sagyo bình thường mình sẽ dịch là thao tác, nhưng mà nó còn một cái nghĩa nữa, đó là cái công việc. Có là trong cái quá trình mà mình phát triển công việc, trong cái quá trình mà mình tiến hành cái công việc đấy, thì chỉ đơn giản là trong cái việc mà tiến hành công việc phát triển thì mình có thể bỏ cái từ công việc này đi cũng được. Thì là chúng tôi dự định sẽ quyết định cái số tiền này trong cái quá trình phát triển. Trong quá trình phát triển là trong cái quá trình làm việc đúng không? Thì khi mà chuyển sang tiếng Việt thì mình có thể cắt bớt rồi mình thêm vào những cái mà nó phù hợp, thì cái này nó liên quan tới cái phần ngôn ngữ tiếng Việt của các bạn. Còn nếu không bình thường thì chúng mình cứ dịch y nguyên thì cũng đã hiểu rồi. Cái vấn đề cốt lõi là mình phải áp dụng đúng cấu trúc ngữ pháp và cố gắng khi mà mình nghe hoặc là mình đọc những cái câu tiếng Nhật của người ta thì mình học được cái gì thì mình sẽ học và trau dồi thêm. Đấy là cái phần chia sẻ của mình hôm nay, nó rất là ngắn thôi nhưng mà mình nghĩ là nó sẽ phần nào đấy giúp cho các bạn trong cái quá trình làm việc thực tế. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Zani.